Mỗi xã một sản phẩm hay còn gọi là OCOP là chương trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Với những tiềm năng và thế mạnh sẵn có, việc triển khai có hiệu quả chương trình OCOP đang được huyện Hồng Dân kỳ vọng là đòn bẩy góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Những sản phẩm này có mặt trên thị trường hơn 3 năm qua và ngày càng khẳng định được chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng. Chủ cơ sở sản xuất là chị Nguyễn Thị Hồng Nhanh ở ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Lộc. Chị Nhanh cho biết, các mặt hàng chả cá thác lát và cá thác lát tẩm gia vị xã Nghệ hoàn toàn là sản phẩm sản xuất thủ công, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính vì vậy đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Tại vì cái sản phẩm của mình mà muốn để đạt được cái được chứng nhận sản phẩm OCOP á, thì là mình cũng phải theo một cái tiêu chuẩn nhất định, có một cái quy định nào đó. Ví dụ như là mình sản phẩm của mình đó là người làm tạo ra sản phẩm là phải biết về kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi em phải đi học rồi thi về để đủ điều kiện á, để được chứng nhận cái điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Rồi cái mấy cái mẫu là như là nước cá, tất cả các mẫu đều phải gửi đi kiểm định hết, được công được là sản phẩm sạch, rồi mình mới làm cái hồ sơ để mà làm cái sản phẩm OCOP. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay huyện Hồng Dân đã có 5 sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu công nhận OCOP 3 sao, qua đó mở ra cơ hội thuận lợi để người dân tham gia trong các chuỗi sản xuất, đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu nhằm tăng sức cạnh tranh các sản phẩm OCOP trên thị trường. Trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền nói rõ cái tầm quan trọng của cái hàng hóa mà khi được là công nhận là cái sản phẩm OCOP thì nó sẽ được là đem ra thị trường là cạnh tranh, kể cả là trong nước cũng như là xuất khẩu, thì các cái chủ thể thấy được là nên có sự tâm huyết rất cao. Cái vấn đề thứ hai nữa là đối với cấp ủy chính quyền ở cơ sở hay là những nơi mà có cái sản phẩm đã được công nhận rồi đó, thì phải nói là cái sự quan tâm rất đặc biệt đối với cấp ủy chính quyền ở cơ sở và ngành chức năng có liên quan. Có thể nói, việc xây dựng sản phẩm OCOP đã, đang và sẽ là hướng đi đúng đắn, mở ra nhiều cơ hội cho nhiều người dân, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn huyện Hồng Dân cũng còn những khó khăn nhất định. Dù được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế về phát triển nông nghiệp, có nhiều loại sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền, nhưng trên thị trường, việc tìm chỗ đứng cho các sản phẩm vẫn còn hạn chế. Kiểu dáng mẫu mã của một số sản phẩm chưa đa dạng, quy trình sản xuất còn theo lối truyền thống nên khó tiêu thụ hoặc ở phạm vi hẹp. Một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp chưa thực sự mặn mà tham gia vào chương trình OCOP vì e ngại mất nhiều thời gian hoàn thiện các quy trình thủ tục hồ sơ. Thì theo cái dự kiến của chúng tôi đó, năm 2021 chúng tôi sẽ trình lên hội đồng cấp tỉnh khoảng 10 sản phẩm nữa. Mà cái đặc biệt nhất là các cái sản phẩm được công nhận rồi thì chúng tôi đã làm việc với các cái chủ thể là sẽ tìm cái cách để đưa cái sản phẩm mình ra thị trường. Trước mắt thì chúng tôi là quảng bá ở trên địa bàn huyện, một số cái nơi lân cận những cái sản phẩm mà thị trường ưa thích. Sau hành trình hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, Hồng Dân đã thu nhiều trái ngọt. Từ một huyện nghèo với xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, thì nay bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều khởi sắc. Chương trình OCOP tuy mới thực hiện nhưng đã có tác động tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện. Sản phẩm OCOP đã thúc đẩy tích cực cho phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống, tạo khả năng cạnh tranh, được người tiêu dùng quan tâm. Giờ đây, chính quyền và người dân các địa phương trong huyện Hồng Dân đang hướng đến mục tiêu cao hơn là phát huy lợi thế sẵn có để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, tập trung theo chuỗi giá trị, từng bước đưa nông thôn mới phát triển theo chiều sâu, hiệu quả và bền vững.